cái áo tàng hình không sợ thi tử ngoại, không ai kiếm được nó. Đừng! Tâm Tình, anh có nhiều lời muốn nói với em. Để trong hộp lễ vật đó. Cô đâm chém nó cũng vô ích. Nếu nó không lấy được áo tàng hình thì nó sẽ không có về đâu. Đâm đâm đừng. Đừng có đưa cho nó. Thanh bây giờ không còn gì nữa. Thanh thiệt là không muốn cho anh chết. Xin lỗi. Anh biết không? Không, kêu em đến giết anh. Bộ vậy lắm sao? Tâm Tình, bộ máy bị phá hủy, còn hơn là lọt vào tay nó. Ê, thôi đi. Các cô đi trước đi. Ê, giờ con cô sao? Mặc kệ cô. Ê, đi đâu đó? Mình đi ma cung để cứu bọn nhỏ. Chỉ có hai đứa mình thôi. Ờ, để tôi về lấy vũ khí nha. Em có thể cho anh xem Tố Tâm Lan trổ qua ai không? Các trẻ em đều ở đây, nhớ là đừng có đụng chạm đến vật gì hết. Nếu để cho nó nổi giận thì các trẻ em sẽ bị mất mạng đó. Lão quái vật, hãy mau tới đây chịu chết. Ở đây mê tàn rất nhiều, coi chừng trúng độc. Lão quái vật này thích hơi mê tàn, thích dưỡng khí. Tao sẽ giết mày. Hai đứa bay cả gan dám vào cấm cung. Giết nó. Công nhân đặc nhiệm.
sao lại quỳ trước mặt của nó? Có khuyết ở đâu hết rồi? Tôi không phải quỳ đâu, vì tôi đứng không vững thôi. Chỉ có hai đứa bay mà dám trực thượng quỳ trước mặt của ta cũng vừa ít thôi. Tử đại hộ pháp. Dạ. Thế nào cũng phải chết. Cô đối phó với công công, tôi đối phó với bọn nó. Super! Có thể được chết dưới tay của ta là sự quang vinh của các ngươi. Nguy rồi, hết hơi mệt tầm nhiều thì chóng mặt quá. Làm sao đây, chắc là đánh không thắng nữa đâu. Đừng để cho nó tập trung tinh thần, lên. Lần này ta lấy mạng của các ngươi đi. Chạy đi. Không được, tôi phải liều chết với nó. Đừng. Nếu con mà không chạy sẽ trúng độc. Đi mau. Chịu không nổi phát dưỡng khí mới được. Lần này phải cho nó bị nát hay làm trăm mảnh. Hả? Wow, sao cái này chậm nổi như vậy ha? Đã quá giờ còn chưa chết. Cho mày chết nha. Nó sợ sáng, ném thêm vài cái nữa đi. Tôi không biết cô có chết hay không, nhưng tôi bị cô hù chết nhờ. Nó chưa chết. Vẫn chưa chết. Tuy là thân thể của nó bị hủy diệt, nhưng ý chí của nó còn khống chế được nó.
chạy mau. Chạy mau. Bà Thanh, đừng có để tôi đánh các cô. Mẹ kiếp mày, chết đi. Mẹ kiếp mày, bộ xương ác nghiệp này, bây giờ sao chóng mặt quá. Nó đã xếp chặt tôi rồi, đồng hồ chạy đi. Đồng hồ chạy đi, chạy đi. Nếu như chết, thì chết chung. Thành gặp đồng thì Thành đã vui lắm rồi, Thành chung không có nổi nữa. Xin lỗi nha. Trần Tam, lão quái vật này tôi sẽ chết với ngươi. Trần Tam, lão quái vật khốn nạn, dù ta chết ta cũng không có cho ngươi thắng ta đâu. Trung Quốc không thể không có hoàng đế, 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 Trung Quốc không thể không có hoàng đế. Trung Quốc phải có hoàng đế, 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 Trung Quốc phải có hoàng đế. Quan trọng nhất là bây giờ. Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Lúc trước không quan trọng. Trung Quốc phải có hoàng đế. Quan trọng nhất là bây giờ. Trung Quốc phải có hoàng đế. Lúc trước không quan trọng. Hoàng đế, Trung Quốc phải có. Quan trọng nhất là bây giờ. Em có thể cùng anh tranh tố tâm lang trổ qua không? Em có thể cùng anh tranh tố tâm lang trổ qua không? Em có thể cùng anh tranh tố tâm lang trổ qua không? Bác sĩ! Không thể chết. Ê, nói thiệt nha, hãy xuống mặt đất đi, bằng không tôi sẽ chết đó. Không sao chứ? Không sao. Trần Thất đâu? Ê, chờ tôi với, có đồ chơi đi nè. Ê, mặc một cái đi, nếu lát nữa có cái giả tới chụp hình á, mình như vậy không có mắc cỡ hay sao hả? Nè, Trần Hóa Dương.